Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 65. Chương 641, từ chối. Bất quá Giang Bắc Nhiên cũng không biểu hiện quá vội, hắn khẽ gật đầu, biết, một lúc nữa ta sẽ đến nhìn. Nói xong thì lần nữa kéo cửa rời đi. Thấy mình kế hoạch dùng bảo bối giữ Tiểu Bắc Nhiên lại đã thất bại, thì Phượng Lan nhịn không được giẫm mạnh hai chân xuống. Hừ, chờ ta tìm được bảo bối còn ly kỳ hơn địa tạng chân tinh, để xem ngươi đi được không. Rời đi Thủy Kính Đường, đầu tiên Giang Bắc Nhiên đi tới Thiên Vân Phong, nói thế nào đi nữa vẫn nên có đủ cấp bậc lễ nghĩa với tông chủ nhà mình. Bất quá sau khi hỏi thăm thủ vệ, Giang Bắc Nhiên mới biết tông chủ đã ra ngoài. Giang Bắc Nhiên vừa tính hỏi thăm chừng nào tông chủ trở về thì bỗng nhận ra mình thật ngu xuẩn. Yểm Nguyệt Tông đang triệu tập tất cả lãnh tụ thịnh quốc tới họp, đương nhiên Lục Dận Long sẽ không ngoại lệ. Tạm thời không gặp được tông chủ, Giang Bắc Nhiên đi thẳng đến Phi Vũ Đường. Đi tới trước phòng sư huynh, Giang Bắc Nhiên vươn tay khẽ gõ hai lần. Cửa không khóa, Lục Bạch Quy lên tiếng. Kẹt một tiếng, Giang Bắc Nhiên đẩy cửa ra, đồng thời chắp tay với Lục Bạch Quy đang kinh ngạc nhìn mình. Sư huynh, ta đã trở về. Lục Bạch Quy sửng sốt hồi khá lâu thì bỗng đứng lên. Bắc Nhiên, ngươi có thể về là tốt rồi. Mau vào ngồi, ngồi đi. Lục Bạch Quy vừa nói vừa kéo tay Giang Bắc Nhiên vào phòng. Lục Bạch Quy cùng Giang Bắc Nhiên ngồi xuống bàn. Lục Bạch Quy vừa châm trà vừa nói, không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi. Lục Bạch Quy quen biết Giang Bắc Nhiên nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết nếu không phải gặp chuyện thật sự nghiêm trọng, Giang Bắc Nhiên cũng chẳng biến mất không chút tăm hơi gì. Cho nên, Lục Bạch Quy biết chắc Giang Bắc Nhiên đang gặp nguy. Dù hắn đã nhờ bằng hữu bốn phương nghe ngóng nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Tận hết lực, cuối cùng Lục Bạch Quy chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Cũng may, cuối cùng Giang Bắc Nhiên đã về. Giang Bắc Nhiên nhận lấy chén trà sư huynh đưa tới, cười nói, để sư huynh lo rồi. Lo cho ngươi cũng không chỉ có mình ta. Lục Bạch Quy đột nhiên nở nụ cười rồi nói, trong hơn một năm nay, không chỉ có ta tìm ngươi. Tông chủ, Bạch Phiến, Tả Tướng, Trương Đường Chủ, còn có rất nhiều người đều tìm ngươi. Nói xong, Lục Bạch Quy nhấp một ngụm trà, cảm khái nói, trong bất tri bất giác, không ngờ Bắc Nhiên ngươi đã là một thành viên không thể thiếu trong Quy Tâm Tông, khiến cho ngay cả sư huynh cũng phải mặc cảm a. Không đợi Giang Bắc Nhiên khiêm tốn vài câu, Lục Bạch Quy đột nhiên cười, hạ giọng nói, còn có mấy nữ đệ tử cũng tới tìm ta, hỏi thăm tin tức về ngươi. Một so với một càng là tuyệt sắc giai nhân. Được nha tiểu tử, xem ra về phương diện này sư huynh không cần lo cho ngươi. Nữ đệ tử. Giang Bắc Nhiên lập tức nghĩ tới Ngũ Đóa Kim Hoa, nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng năm người các nàng thật sự không biết hắn đi đâu nên mới chọn cách hỏi thăm tuyệt vọng này. Thấy Giang Bắc Nhiên lâm vào, suy nghĩ, Lục Bạch Quy vỗ vai hắn một cái rồi nói, ai, ta vốn đáp ứng với các nàng sẽ không nói ngươi biết các nàng tới hỏi thăm. Nhưng ngươi cũng đừng trách người ta, bằng không sư huynh ta khó ăn nói lắm. Sư huynh quá lo rồi. Giang Bắc Nhiên chắp tay một cái, tạm thời bỏ qua chuyện của Ngũ Đóa Kim Hoa. Ừm, vậy thì tốt rồi. Năm nay ngươi cũng 20 có một rồi, là cái đại gia hỏa, cũng nên suy nghĩ một chút tới chuyện chung thân đại sự của mình đi. Thấy sư huynh đột nhiên mở ra hình thức thúc cưới, Giang Bắc Nhiên vội chuyển đề tài nói, sư huynh, bắt đầu linh công ngài luyện được tới đâu rồi? Có phù hợp không? Thấy Giang Bắc Nhiên không muốn nói tới chuyện chung thân đại sự này nữa, Lục Bạch Quy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rồi đáp. Ừm, rất thích hợp với ta, bây giờ nhờ hồng phúc của ngươi, địa vị trong nội đường của ta cũng tăng lên không ít. Sư huynh, dù không có ta, sớm muộn gì sư huynh cũng sẽ tỏa sáng thôi. Giang Bắc Nhiên nói xong thì lấy hai bình sứ và ngọc ra, đưa cho sư huynh. Sư huynh, đây là chút linh ta luyện được nhờ cơ duyên trong lúc bị giữ chân. Trong bình sứ là long tiên đan, ăn vào sẽ giúp lực lượng cơ thể tăng cường trên phạm vi lớn. Trong bình ngọc là hạo nguyên đan, có thể trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể. Trong huyệt động, Giang Bắc Nhiên đã luyện chế ra đủ loại linh đan. Sở dĩ chọn ra hai loại và đưa cho sư huynh là vì công pháp bắt đầu linh công hoàng cấp là loại công pháp khó tăng trưởng,
sư huynh cần phải luyện thế thật tốt để làm cơ sở phát huy nó. Hảo ý của ngươi, sư huynh. Thấy sư huynh muốn từ chối, Giang Bắc Nhiên nói thẳng, sư huynh, Bắc Nhiên vẫn là câu nói kia, ngài mạnh lên mới có thể che chở cho ta tốt hơn, không phải sao? Được rồi à. Chương 642, Thử lòng, 1. Giang Bắc Nhiên vừa nói xong, Lục Bạch Quy cũng không chối từ nữa, cầm lấy hai bình đan dược kia. Trong nháy mắt mở nắp bình, Lục Bạch Quy cảm nhận được một cỗ huyền khí đặc biệt đập thẳng vào mặt, chỉ mới hít vào một ngụm đã cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, rõ ràng không phải là phàm vật. Bắc Nhiên, đến tột cùng thuốc này, vì phòng ngừa sư huynh hoài bích có tội, Giang Bắc Nhiên cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp, sư huynh, hai bình thuốc này đều dùng mộc linh khí để luyện chế, cực kỳ chân quý. Ngày bình thường ngươi tuyệt đối đừng tùy ý lấy ra, để tránh bị người hữu tâm ghi nhớ. Mộc linh khí. Lục Bạch Quy giật mình, là người tu luyện, đương nhiên hắn biết dùng mộc linh khí luyện dược là khái niệm gì. Đơn giản mà nói, là chuyện mà tất cả dược sư tha thiết ước mơ có được. Không, phải nói ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ tới ấy chứ. Không được, cái này quá quý giá. Lục Bạch Quy nói xong thì vàng đóng nắp bình lại, trả hai bình về cho Giang Bắc Nhiên. Sư huynh, ta, không cần nhiều lời, thuốc này ngươi giữ lại đi, ta tuyệt đối sẽ không thu. Thấy sư huynh kiên quyết cự tuyệt như vậy, Giang Bắc Nhiên cũng biết phần lễ ngày hôm nay khẳng định không đưa được. Nhìn Giang Bắc Nhiên cất thuốc đi, lúc này Lục Bạch Quy mới gật đầu, xem ra chuyến này ngươi thu hoạch tương đối khá, thế nào, có gì giúp cho ngươi tăng tu vi lên không? Cái này, Giang Bắc Nhiên lắc đầu, ta vẫn là luyện khí ngũ giai. Ha ha ha. Lục Bạch Quy nghe xong thì cười to một trận, luyện khí ngũ giai lại có thể thu được chí bảo như thế. Bắc Nhiên, ngươi phải giữ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy. Ừm, ta đã rõ. Tiếp đó, Giang Bắc Nhiên lại hàn huyền cùng sư huynh, kể lại chuyện hắn gặp một năm nay. Trong lúc đó Giang Bắc Nhiên vẫn không tìm được cơ hội đưa đồ cho sư huynh. Ai, xem ra phải nghĩ biện pháp khác rồi. Lần này Giang Bắc Nhiên không chỉ có linh đan cho sư huynh mà còn có một bộ pháp bảo vô cùng thích hợp với huynh ấy nữa. Chỉ là bây giờ ngay cả sư huynh đan dược cũng không chịu thu chứ đừng nói chi là pháp bảo. Cho nên, Giang Bắc Nhiên cũng chỉ có thể tạm thời cáo từ, để lần khác tìm cách. Lúc Giang Bắc Nhiên rời đi thì sắc trời đã tối, hắn nghĩ hẳn tông chủ cũng đã trở về nên lần nữa đi tới Thiên Vân Phong. Sau khi hỏi thăm hai vị yêu mãn mới biết, quả nhiên tông chủ đã trở về, Giang Bắc Nhiên lập tức đi vào. Giang Bắc Nhiên đi tới trước phòng chính, chắp tay hành lễ với bên trong nói, bái kiến tông chủ. Lục Dẫn Long ngồi tại chủ vị ngẩng đầu nhìn Giang Bắc Nhiên một chút, khóe miệng đột nhiên cong lên. Cười nói, ha ha ha, không ngờ vậy mà có ngày ngươi cũng lâm vào hiểm cảnh a. Người hiểu ta chỉ có tông chủ. Chỉ ngắn ngủi một câu đã đủ chứng minh Lục Dẫn Long hiểu Giang Bắc Nhiên thế nào. Ai, nếu không phải hệ thống bắt, ta thật sự thích trạch ở trong tôn không đi đâu cả. Giang Bắc Nhiên thầm thở dài một tiếng, chắp tay với tông chủ rồi nói, để tông chủ chê cười rồi. Ai? Lục Dẫn Long khoát khoát tay, cái này có gì đáng cười, điều này nói rõ ngươi đã có đột phá, bản tọa nên cao hứng vì ngươi mới đúng, chỉ là không biết ngươi có thể giúp được gì cho bản tạo không nữa. Chỉ cần tông chủ ra lệnh, núi đao biển lửa, đệ tử tuyệt không chút nhíu mày. Đối với tính tình Lục Dẫn Long, Giang Bắc Nhiên cũng hiểu rất rõ. Hắn không thích ép người khác làm gì cả, càng thích thông qua cách hợp tác để đôi bên cùng có lợi hơn, cho nên loại lời nói khách sáo này đệ tử như Giang Bắc Nhiên cần cho đối phương chút mặt mũi. Quả nhiên, Lục Dẫn Long nghe xong thì thoải mái cười to, hết sức hài lòng với câu trả lời của Giang Bắc Nhiên. Cười to xong, Lục Dẫn Long tiếp tục mở miệng nói, hơn một năm nay ngươi không có về, nhưng hẳn đã biết đại sự gần đây nhất của Thịnh Quốc. Tông chủ đang nói về Ôn Dịch. Không sai, hôm nay ta ra ngoài cũng vì việc này. Có cách giải quyết rồi chứ? Có thì có đó. Lục Dẫn Long gật gật đầu, bất quá nhắc tới cũng kỳ, vốn mọi người đã thúc thủ vô sách, ai người ân ma đầu ngồi xổm một hồi, lúc về vậy mà đã có cách nha, kỳ lạ. Vào lúc Giang Bắc Nhiên chuẩn bị trả lời thì ba lựa chọn nhảy ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, Thử lòng, 2. Lựa chọn 1,
tiếp tục hỏi cách giải quyết là gì. Ban thưởng, Lục Mậu Yêu Trưởng, huyền cấp thượng phẩm. Lựa chọn 2, phụ họa một câu vậy đúng là lạ thật. Ban thưởng, Thất Sắc Thần Thuật, huyền cấp trung phẩm. Lựa chọn 3, Tông Chủ, ngài cứ trực tiếp nói là đoán được đó là chủ ý của ta là được rồi. Ban thưởng, cộng một điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. À, mặc dù từ giọng nói của Lục Dẫn Long, Giang Bắc Nhiên đã nghe đối phương đang ám chỉ hắn nhưng dù sao cũng chỉ là đoán thôi. Thế mà hệ thống lại kêu hắn trực tiếp ngả bài, chứng tỏ Lục Dẫn Long kỳ thật đã nắm chắc. Lão Hồ Ly. Kể từ khi biết bối cảnh của Lâm Du Nhạn và Thi Phượng Lan, Giang Bắc Nhiên dần phát hiện cảm thấy tông chủ nhà mình không thích hợp. Dù xác suất lớn hai nàng là do thiên đạo phái tới nhằm vào hắn nhưng vì sao không ở nơi nào khác mà hết lần này tới lần khác lại ở Quy Tâm Tông. Nơi dễ dàng gài bẫy hắn nhất, Giang Bắc Nhiên không tin thiên đạo sẽ buông tha cho quân chờ dùng tốt như Lục Dẫn Long, lại phải đấu trí đấu dũng rồi. Chọn số 3 xong, Giang Bắc Nhiên cười đáp, tông chủ, ngài cứ trực tiếp nói là đoán được đó là chủ ý của ta là được rồi. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, công một điểm chuyên cần. Thấy Giang Bắc Nhiên trả lời sảng khoái như vậy, Lục Dẫn Long không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã ha ha cười nói, Bắc Nhiên a, bây giờ có xem là ngươi vững đôi cánh rồi. Đệ tử không dám, đệ tử chỉ nghĩ, đệ tử cống hiến cũng là tông môn cống hiến, nếu tông chủ cảm thấy bất mãn, lần sau trước khi làm việc đệ tử nhất định sẽ tới bẩm báo trước. Nhìn Giang Bắc Nhiên một chút, Lục Dẫn Long lắc đầu nói, thế thì không cần, vừa rồi chỉ là câu nói đùa thôi, ngươi làm rất tốt, tiếp tục giữ vững là được. Vâng, Giang Bắc Nhiên chắp tay một cái. Tiếp đó, hai người lại hàn huyên một hồi về sự thay đổi của Lư Lâm quận trong hơn một năm nay cùng một chút kế hoạch tương lai, sau đó Giang Bắc Nhiên liền cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Giang Bắc Nhiên rời đi, Lục Dẫn Long thưởng thức một chút chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ tay trái của mình. Ngọc này không mài, ngược lại lại thành dụng cụ, cũng không biết cuối cùng sẽ đeo trên tay người nào. Rời khỏi Thiên Vân Phong, Giang Bắc Nhiên đi thẳng đến tòa nhà dưới núi trong Kim Giao Trấn. Tiến vào hậu viện, Giang Bắc Nhiên thuấn thân một cái liền tiến vào kết giới bản tâm. Trong nháy mắt này, Giang Bắc Nhiên liền cảm giác được một cỗ linh khí khô nóng xông thẳng vào xoang mũi, mức độ đậm đặc thật sự rất cao. Sư huynh, trong lúc Giang Bắc Nhiên ngây người thì một thanh âm vừa quen thuộc lại có chút xa lạ vang lên. Giang Bắc Nhiên quay đầu nhìn lại thì xém chút cười ra tiếng. Trước mắt hắn là Cố Thanh Hoan. Dù gương mặt của Cố Thanh Hoan như cũ nhưng sao mà đô quá. Giang Bắc Nhiên nhớ kỹ, khi hắn xuất phát tới Kỳ Quốc, Cố Thanh Hoan vẫn mang dáng vẻ thư sinh. Chỉ là hiện tại cơ bắp cứng rắn như đá hoa cương kia hoàn toàn đối lập với sự cân đối của hình tượng thư sinh. Ngươi đây là... Giang Bắc Nhiên đánh giá thân thể Cố Thanh Hoan rồi. Cố Thanh Hoan một đường chạy chậm đến trước mặt Giang Bắc Nhiên, chắp tay đáp, hồi bẩm sư huynh. Trong một năm này ta chưa bao giờ quên lời căn dặn của sư huynh, mỗi ngày đều khổ luyện kỹ năng rèn đúc, dần già đã thành dạng này. Vỗ vỗ vai Cố Thanh Hoan, Giang Bắc Nhiên gật đầu nói, sư huynh rất vui. Chỉ là Cố Thanh Hoan vốn có hình tượng quân sư khí chất mỏng manh nay đột nhiên thay đổi, thật sự đánh quá mạnh vào thị giác Giang Bắc Nhiên à. Chỉ hy vọng đầu óc của hắn không bị luyện thành như cơ bắp à. Đối với sư huynh đột nhiên biến mất hơn một năm, Cố Thanh Hoan là người có biểu hiện bình tĩnh nhất. Thuở thiếu thời Cố Thanh Hoan từng tự cho mình là siêu phàm, dù thiên phú tu luyện của hắn không tốt. Nhưng đám người được gọi là thiên tài trong mắt hắn bất quá chỉ là quỷ chết sớm có chút thiên phú mà thôi. Trong đại lục cường giả nhiều như mây này, tu vi tất nhiên trọng yếu nhưng một viên thất khiếu linh lung tâm cũng không kém. Nếu sống không đủ lâu thì còn chẳng bằng làm người bình thường đi. Những người kia vì thiên phú cao nên đa phần sẽ tự chuốc họa sát thân. Mà trên phương diện đối nhân xử thế, nhìn mặt nói chuyện, Cố Thanh Hoan rất có tự tin. Cho nên dù thiên phú tu luyện của hắn không quá tốt nhưng vẫn dựa vào năng lực ưu tú này mà tiến nhập vào tông môn tốt nhất Lư Lâm quận. Nhưng sau khi tiến vào tông môn không lâu, hắn liền gặp được một vị sư huynh cơ hồ có thể xưng là hoàn mỹ nhất. Không sai, hoàn mỹ, cho tới bây giờ Cố Thanh Hoan nhìn ai cũng như ma chết sớm thật không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm gì trên người sư huynh. Sư huynh không chỉ cẩn thận mà còn như có thuật tiên đoán, nếu nói giấu dốt cũng không phải, mà là đại nhẫn tự lo cho thân mình. Chương 644, gặp lại Tô Tu Vũ, 1. Cố Thanh Hoan luôn cho rằng mình có thể nhìn thấu lòng người nay lại nhìn không thấu vị sư huynh này, một chút xíu cũng không.
hắn mãi cũng không đoán được vị sư huynh sẽ đi bước kế tiếp thế nào, càng không đoán được đến cùng sư huynh nghĩ gì. Cho nên dù chỉ ở chung được mấy ngày, cố Thanh Hoan đã nhận định hắn tuyệt đối là một vị đại năng đáng giá đầu nhập vào. Bây giờ, sơ tâm cố Thanh Hoan không thay đổi, vẫn cảm thấy sư huynh là đại nhân vật biết nắm giữ lòng người nhất thế gian này. Nếu phải nói chuyện gì có thể khiến vị đại nhân vật như thế này mất mạng, hẳn chỉ có thể là khi Huyền Long Đại Lục bị hủy diệt mà thôi. Linh khí này, quả nhiên là hỏa linh khí. Dù vừa hít hơi đầu tiên Giang Bắc Nhiên đã nghi ngờ nhưng hắn cảm thấy không có khả năng, chỉ là hít thêm. Vài hơi hắn mới xác định được, hiện trong kết giới bản tâm đã tràn đầy hỏa linh khí. Dù độ tinh thuần của hỏa linh khí không mạnh bằng mộc linh mạch ở kỳ quốc nhưng vẫn hơn hẳn linh khí ngũ hành bình thường khác. Xác định xong điểm này, Giang Bắc Nhiên bèn dùng tinh thần lực quét quanh cố Thanh Hoan một lần. Quỷ quỷ a, không quét không biết, chỉ vừa quét nhẹ qua, Giang Bắc Nhiên đã phát hiện hiện nay cố Thanh Hoan đã là huyền linh. Hơn nữa linh khí trong cơ thể hắn vẫn cuồn cuộn không dứt. Khi đánh nhau dù không thể như huyền thánh được linh khí thiên địa hỗ trợ thì vẫn hơn xa phần lớn người tu luyện. Nhớ tới chuyện hơn một năm nay cố Thanh Hoan phải làm, Giang Bắc Nhiên rất nhanh đã hiểu lý do. Đầu tiên, cố Thanh Hoan làm pin liên tục phát nhiệt trong kết giới hút linh khí do hắn tỏa ra, cộng với trúc dung trà mà trước khi đi Giang Bắc Nhiên đã cho. Cứ thế nhân lên trở thành cố Thanh Hoan liên tục uống trúc dung trà khiến cơ thể tích tụ một lượng hỏa linh khí, mà hỏa linh khí thì không ngừng bị chân nguyên thiên cương quyết tỏa ra ngoài. Tiếp đó lại được kết giới bản tâm bồi dưỡng, từ đó hỏa linh khí càng thêm nồng nặc, cuối cùng lại bị cố Thanh Hoan hút vào. Cứ thế mãi, không chỉ khiến toàn thân cố Thanh Hoan tràn đầy hỏa linh khí mà kết giới cũng dần trở nên như thế. Vậy cũng được. Giang Bắc Nhiên nhìn kết giới bản tâm tràn ngập hỏa linh khí thì không khỏi hăng hái hẳn lên. Hắn không khỏi cảm thấy mình kiếm lời rồi. Dù vừa hưởng thị qua linh mạch ngũ hành thượng đẳng nhưng hắn cũng chẳng xem hỏa linh mạch hiện tại như lông dê, huống chi nói không chừng về sau sẽ càng ngày càng tốt nữa chứ. Giang Bắc Nhiên đang tự hỏi làm thế nào mới có bồi dưỡng và dùng số hỏa linh khí này thật tốt thì cố Thanh Hoan đưa một cái túi tới. Sư huynh, trong này đều là vật liệu chúng ta thu thập vì ngươi. Vì trước ngươi đi chúng ta vốn đã chuẩn bị gần đủ rồi, cho nên hiện tại ta tự chủ trương thêm vào. Giang Bắc Nhiên nhận túi thì phát hiện bên trong đựng toàn càn khôn giới, có thể thấy được số lượng tương đối lớn. Ngươi làm việc luôn khiến ta yên tâm. Mặt khác hơn một năm nay đã xảy ra chuyện gì, nói ta nghe thử nào. Dù hắn đã hỏi Mộc Giao vấn đề này nhưng câu trả lời của nàng hẳn sẽ không kỹ lưỡng như cố Thanh Hoan. Quả nhiên, sau khi được cố Thanh Hoan kể lại, Giang Bắc Nhiên lại biết được thêm vài chuyện nữa. Đầu tiên là Lương Quốc lại có dị động, đại khái hẳn vì muốn thống nhất Thịnh Quốc, đám tông chủ Lương Quốc vốn hục hặc với nhau nay đã liên kết, muốn ăn con dê Thịnh Quốc thật no trước đã. Bây giờ, Thịnh Quốc liên tục trọng thương, nếu lại bị Lương Quốc đánh tới, khẳng định sẽ rất khó chịu. Bất quá Giang Bắc Nhiên có thể hiểu vì sao Lương Quốc nảy lên ý đồ này. Đó là vì hoàng đế như hắn đã không còn. Ban đầu dựa theo những gì Tô Tu Vũ đã nói, hoàng đế như Giang Bắc Nhiên sẽ không ngừng cung cấp tin tức để Tô Tu Vũ đem về, nộp cho bên trên. Mà hắn đột nhiên biến mất lâu như vậy, phía bên Tô Tu Vũ đoán chừng cũng không chống đỡ nổi rồi. Trừ ngoại địch, nội bộ Thịnh Quốc cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Sau khi thế lực ở Phong Châu đã được rửa sạch và quân tâm ổn định thì nhìn chung vẫn bị trọng thương. Việc này khiến một ít cao tầng Lan Châu có chút dục dịch, muốn một ngụm nuốt luôn Phong Châu. Có thể nói, nếu không phải hai châu vừa mới chung sức hợp tác cùng giải quyết nguy cơ chướng khí thì nói không chừng lúc này đã trở mặt. Trừ hiện trạng bên ngoài của Thịnh Quốc, cố Thanh Hoan và Giang Bắc Nhiên nói một chút về thị trường hiện tại của Thịnh Quốc. Trải qua sự cố gắng của không ít các vị lão bản thương nghiệp, bây giờ trong chợ đen Thịnh Quốc đã xuất hiện một chút thiên tài địa bảo của nước khác. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 645, gặp lại Tô Tu Vũ, 3. Những thiên tài địa bảo này đa số đều không rõ lai lịch vì họ không cách nào tiêu thụ những thứ đó ở bổn quốc, cho nên mới cầm tới Thịnh Quốc đến bán. Mà chợ đen cũng sẽ chẳng quản ngươi là trộm được hay giành được, chỉ cần ngươi có, họ sẽ giúp ngươi bán được với một cái giá cao. Loại biến hóa này khiến Giang Bắc Nhiên vô cùng ưa thích. Dù chợ đen ngư long hỗn tạp nhưng kỳ thật xa vẫn trật tự hơn so với đấu giá chính quy, vì các ông chủ nơi đó đều là kẻ liều mạng,
tự nhiên trị an cũng được điều hòa. Mặt khác, họ cũng nghe được xung quanh Thịnh Quốc có không ít truyền thuyết về bảo vật. Chỉ là không có sự đồng ý của sư huynh, bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Giang Bắc Nhiên tiếp thu một lượng lớn tin tức rồi gật gật đầu. Được rồi, những chuyện này ta sẽ từ từ xử lý. Nói xong, Giang Bắc Nhiên đưa một quyển sách cho Cố Thanh Hoan, phía trên này là những chuyện ngươi cần làm. Bất quá không cần gấp, cho nên việc tu luyện mỗi ngày không được giảm bớt. Vâng, Cố Thanh Hoan nhận lấy sổ rồi hành lễ nói. Ừm, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Chờ Cố Thanh Hoan rời đi, Giang Bắc Nhiên mới tới phòng nhỏ bên cạnh rồi lấy từng viên càn khôn giới trong túi ra, bắt kiểm hàng. Khá lắm, khá lắm, tốt lắm. Đại khái vì thực lực bọn Thanh Hoan đều tăng lên rất nhiều nên chất lượng thiên tài địa bảo cũng cao hơn, hơn nữa còn vô cùng đa dạng, thậm chí công cụ chế tác cũng có rất nhiều. Có tiểu đệ thật tốt à? Giang Bắc Nhiên hài lòng gật đầu, lần lượt xem xét từng càn khôn giới rồi mới rời khỏi kết giới bản tâm. Giang Bắc Nhiên thổi tường vân bay về Hoàng Cung, rất nhanh đã vững vàng đáp xuống hậu viện tẩm cung của mình. Hồ ly kia không ở đây lại có chút vắng vẻ à? Trước đó, mỗi lần Giang Bắc Nhiên tới đều nghe tiếng kêu nũng nịu chủ nhân của Lục Vĩ Hồ, nhưng bây giờ không nghe không được nữa. Cũng không biết nó có từng tới đi tìm ta chăng. Giang Bắc Nhiên lắc đầu rồi lấy cái cồi ra, thổi. Không tới thời gian một chén trà, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, chính là Tô Tu Vũ đang cầm huyễn không chướng tiến đến. Trong nháy mắt nhìn thấy Giang Bắc Nhiên, Tô Tu Vũ nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu hành lễ, tham kiến bệ hạ. Hình như ngươi khá thất vọng khi gặp lại ta. Giang Bắc Nhiên mỉm cười hỏi. Tô Tu Vũ nghe xong bị hù tới vội quỳ xuống đất, tại hạ tuyệt không có ý này. Xin Hoàng thượng minh giám. Minh giám cái gì? Móc tim ngươi ra nhìn à? Dù sao mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ thế nào, nếu gặp được ta rồi thì ngươi cũng nên hiểu ngươi cần làm gì. Vâng, tại hạ đã rõ. Tô Tu Vũ đáp. Giang Bắc Nhiên thuận tay dùng tinh thần lực đo tu vi Tô Tu Vũ một chút thì phát hiện đối phương đã là huyền linh cửu giai, chuẩn bị trùng kích huyền vương. Thật đúng là thiên tài. Tu vi tăng lên rất nhanh, sư phụ ngươi hẳn rất tự hào về ngươi a. Tô Tu Vũ sững sờ, không biết Giang Bắc Nhiên làm thế nào mà không cần đụng vào thân thể của hắn đã biết được tu vi. Bất quá Tô Tu Vũ cũng không nghĩ quá lâu, ngây người một lúc liền đáp, đúng vậy, gia sư vô cùng bảo vệ ta. Cho nên ngươi không tính chu toàn cho Thịnh Quốc và Lương Quốc nữa. Tại hạ tuyệt đối không dám. Đối mặt với việc chuẩn bị bị cổ trùng tấn công, Tô Tu Vũ lập tức tỏ rõ lập trường. Bệ hạ, ngài đột nhiên biến mất khiến đa số tông chủ Lương Quốc vô cùng bất mãn. Họ không muốn tiếp tục đợi Thịnh Quốc bộc phát mâu thuẫn nội bộ nữa mà thừa cơ tiến công, kêu gào muốn giao chiến chính diện. Vậy vì sao kéo tới tận bây giờ vẫn chưa đánh? Thứ nhất là tại hạ cực lực khuyên các vị tông chủ. Thứ hai là đám người này vẫn đang thương lượng phân đất sau khi chiến thắng. Còn chưa đánh nhau mà đã mơ mộng hão huyền. Thương lượng tới hơn một năm, Giang Bắc Nhiên lại hỏi. Thương lượng chia của chỉ là một trong số đó, còn lại là vì các cao tầng cũng hiểu Thịnh Quốc là một khối xương khó gặm, cho nên ai cắn đầu tiên cũng là chủ đề khiến họ tranh luận. Nghe tới đây, Giang Bắc Nhiên đã yên tâm không ít, cũng hiểu rõ năng lực điều hành năng lực của kẻ địch. Cho nên ngươi cảm thấy họ có đánh không? Cái này, ta cũng không rõ, những người này rất dễ bị nhiệt huyết sông não. Có lẽ họ vĩnh viễn sẽ không đánh, nhưng có lẽ bị gì đó kích động họ sẽ đánh ngay. Được rồi, đáp cũng như không đáp, ta cũng không trông cậy gì vào ngươi. Chờ đi, ta đi lấy cho ngươi chút đồ. Chương 646, Hòa Thượng, 1. Bệ hạ, đây là, nhìn ba quyển sách Giang Bắc Nhiên ném cho mình. Tô Tu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc Nhiên mà hỏi. Đây là cuốn sách này có ba phần thượng trung hạ, ba quyển sách đều có thể giúp Lương Quốc các ngươi công phá Thịnh Quốc, ngươi cứ nói vậy cho tông chủ nhà ngươi là được. Tô Tu Vũ kinh ngạc một lát rồi hỏi, xin hỏi, ta có thể xem được không? Đương nhiên. Thế là Tô Tu Vũ lập tức cúi đầu xuống, mở sách Giang Bắc Nhiên ra, mà xem. Sau nửa nén hương, Tô Tu Vũ lòng đầy sợ hãi bỏ ba quyển sách xuống. Tuyệt, quá tuyệt. Ba cuốn sách này khiến Tô Tu Vũ cảm thấy hắn có thể đâm ngang Thịnh Quốc. Cuốn đầu tiên nêu ra những điều kiện cần, như vậy Lương Quốc không cần tốn nhiều sức cũng có thể hoàn toàn công hãm Thịnh Quốc. Bất quá có thể nói độ dài của ba sách có khác biệt rất lớn, trong đó cuốn cuối là ngắn nhất, cuốn đầu là dài nhất. Xem có nơi nào không hiểu không?
Giang Bắc Nhiên ngồi ở bàn đá bên cạnh, nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Không có. Tô Tu Vũ lắc đầu rồi cất ba quyển sách đi, sau đó hành lễ với Giang Bắc Nhiên, đa tạ bệ hạ tặng sách, sư phụ cũng đang chờ ta về giao tin. Ừm, nếu không có chuyện gì, ngươi có thể trở về rồi. Vâng. Tô Tu Vũ nói xong, vừa định chống huyễn không chướng lên nhưng vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ mà nhìn về phía Giang Bắc Nhiên, hỏi, bệ hạ, ta muốn một vấn đề muốn hỏi. Giang Bắc Nhiên đang uống trà lườm Tô Tu Vũ một chút rồi mỉm cười nói, có phải muốn hỏi nếu Lương Quốc dựa vào ba cuốn sách này, liệu có thể thật sự nuốt trọn Thịnh Quốc không? Tô Tu Vũ bị đoán đúng tâm sự thì trực tiếp chắp tay nói, bệ hạ anh minh, đương nhiên có thể. Giang Bắc Nhiên gật đầu. Trong lúc Tô Tu Vũ đang ngây người, Giang Bắc Nhiên lại bổ sung, điều kiện tiên quyết là không có ta, mặt khác về sau ngươi bớt hỏi mấy chuyện thiếu suy nghĩ này đi thì tốt hơn. Giang Bắc Nhiên vừa dứt lời, Tô Tu Vũ đã cảm thấy đầu đau kịch liệt, vì thế hắn bắt đầu xin được khoan dung, tại hạ biết sai rồi, xin bệ hạ khoan dung. Mau đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Vâng, Tô Tu Vũ nói xong cũng chẳng lo mình đang đau đầu nữa mà chống huyễn không chướng chạy như trốn khỏi hoàng cung. Xử lý phiền toái nhỏ là Lương Quốc xong, Giang Bắc Nhiên nhất thời không còn chuyện gì vội cần làm. Bỗng tiếng đàn vang lên từ xa, tiếng đàn tùng chìm mà xa xăm trống trải, không khỏi làm người lên viễn cổ chi nghĩ. Lần theo tiếng đàn đi tới tiền viện, Giang Bắc Nhiên phát hiện người đánh đàn chính là công chúa tiền triều Đặng Tương Hàm. Vì Giang Bắc Nhiên mặc y phục hàng ngày nên trong lúc nhất thời Đặng Tương Hàm không nhận ra hắn, phải tới khi thấy rõ mặt nàng mới kinh ngạc thốt lên, hoảng. Mà Giang Bắc Nhiên lại làm một cái thủ thế im lặng, ra hiệu kêu nàng tiếp tục đàn. Đặng Tương Hàm gật đầu, lần nữa gảy đàn, từng đoạn nhạc du dương vang lên. Giang Bắc Nhiên đứng dưới đại thụ, cảm thấy bản thân bỗng có lúc cảm tính, tức cảnh sinh tình. Nghe được tiếng đàn hay thế này, chẳng hiểu sao đáy lòng vốn an tĩnh của hắn bỗng có phần xao động, rất khó miêu tả nhưng lại rất thích. Có hoàng thượng làm người nghe, Đặng Tương Hàm đàn đặc biệt dụng tâm, đợi khi khúc đàn này kết thúc, nàng mở mắt ra thì thấy dưới tàn cây nơi Giang Bắc Nhiên từng đứng nay chẳng có ai. Đặng Tương Hàm bỗng đứng lên, nháy mắt hai lần, nàng bỗng có loại cảm giác như trang chu mộng điệp. Hoàng thượng, Đặng Tương Hàm thầm kêu rồi lần nữa ngồi, xuống bắt đầu đánh đàn. Giang Bắc Nhiên hưởng thụ yên tĩnh một lát rồi ngồi lên tường vân bay khỏi hoàng cung. Trên đường đi hắn lại quan sát khắp nơi, xem thử Ôn Dịch đã được sửa trị tới đâu rồi. Lúc nhìn tới cống thoát nước của một hành trấn, mũi Giang Bắc Nhiên run run vì hắn ngửi được mùi máu tanh sộc lên. Mùi máu tươi này không thuộc về gà cũng không thuộc về vịt, mà là mùi máu tanh đặc thù của con người. Mùi máu tươi nặng như vậy, hẳn là nghi thức tế tự gì đó rồi. Từ sau chuyện tế tự tạo nên chướng khí, bây giờ bỗng có manh mối, Giang Bắc Nhiên tất nhiên phải đi xem thử. Hắn đi theo hướng mùi máu tươi phát ra thì đập vào mắt là hàng trăm ngàn nạn dân đang tập trong một thôn trang nhỏ. Đại từ Đại Bi Bồ Tát, van cầu ngài mau cứu ngài tín đồ đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mẹ, ta bụng đau quá, ngài đừng có lại đút ta ăn giấy nữa được không? Nơi này chẳng khác nào luyện ngục. Mặt của nạn dân vàng như nến, tử khí quấn thân, thi thể rải rác xung quanh. Xen lẫn với người sống nhưng chẳng ai quan tâm, tất cả đều liều mạng chen chúc vào một ngôi chùa miếu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, Hòa Thượng, 2. Trong chùa miếu, không chỉ có truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết mà Giang Bắc Nhiên còn phát hiện thì ra nơi này là đầu nguồn của mùi máu tươi. Thế là Giang Bắc Nhiên cấp tốc đẩy đám người ra, chen vào tòa chùa miếu kia. Lại một tiếng hét thảm thiết nữa vang lên, rốt cục Giang Bắc Nhiên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hòa thượng vốn nên tụng kinh niệm Phật nay chẳng khác nào đồ tể sống, mà đối tượng của họ chính là nạn dân. Điều đáng sợ hơn là những nạn dân đó hoàn toàn không bị ép buộc. Họ đứng xếp hàng đợi hòa thượng làm thịt mình. Giang Bắc Nhiên trà trộn vào đám người nghe ngóng trong chốc lát, rốt cục hắn mới hiểu được chân tướng sự việc. Nguyên lai đây là tin tức do Lan Nhược tự thả ra, họ nói sở dĩ mọi người nhiễm bệnh là vì tâm can bất chính, kiến trời hạ hình phạt, muốn thoát khỏi kiếp nạn này họ phải tới đây trừ nghiệt điệp. Mà trừ nghiệt điệp là tờ giấy mỗi người mang tới, trên giấy viết lại những tội lỗi người đó từng làm. Sau đó thành tâm khẩn cầu Phật Tổ tha thứ. Nếu Phật Tổ tha thứ,
trừ nghiệt điệp sẽ tự bị thiêu hủy, ốm đau cũng biến mất theo. Đối với nạn dân cùng đường mạt lộ mà nói, chỉ cần có cơ hội sống, họ đều nguyện ý thử một chút, cho nên tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng xa. Từ đó La Nhược Tự liền biến thành một tòa thần miếu, nạn dân đến mua trừ nghiệt điệp có thể nói là nối liền không dứt. Nhưng trừ nghiệt điệp sao có thể trị được ôn dịch cơ chứ? Vì thế khi nạn dân chất vấn họ, đám hòa thượng này lại bắt đầu điên cuồng trị liệu. Gọi là liệu pháp lấy máu. Họ nói sở dĩ trừ nghiệt điệp không linh nghiệm là vì tội lỗi của nạn dân quá mức sâu nặng, chỉ mỗi trừ nghiệt điệp thôi không cứu được bọn họ. Cho nên nhất định phải phóng ra toàn bộ tội lỗi trong thân mới có được cơ hội được cứu rỗi. Cách nói này khiến đám nạn dân cảm thấy vô cùng có lý, thế là nhao nhao tranh đoạt cơ hội để được đám hoàng thượng lấy máu. Đương nhiên việc này là vô nghĩa, chỉ khiến nạn dân chết càng nhanh mà thôi. Thế nhưng La Nhược Tự lại nói đây là khảo nghiệm cuối cùng của Phật Tổ, chỉ cần ngươi chịu được, vậy ngươi chính là tín đồ chân chính của Phật Tổ, được trời cao phổ độ. Thật không thể nào hiểu được đám đầu chọc này. Người kế tiếp, Hòa Thượng Chí Viễn mặc cà sa nói với nạn dân, Giang Bắc Nhiên ăn mặc chỉnh tề nghe mà sững sờ, nhưng cũng chỉ sững sờ mà thôi. Dù sao hiện tại danh khí của đám người này ngày càng vang, cũng có không ít quý tộc tìm tới họ cầu xin giúp đỡ. Muốn trừ nghiệt điệp sao? Một lượng bạc một tấm, nếu mua cho cả nhà sẽ lấy ngươi rẻ hơn. Đúng là con mẹ nó bạo lợi mà. Giang Bắc Nhiên thầm cảm khái một câu, chắp tay trước ngực thi lễ với hòa thượng rồi mỉm cười một cái và nói, vị đại sư này, đây là Phật Pháp cao thâm, trong miếu nhiều nạn dân nhiễm bệnh như vậy nhưng đại sư vẫn bình yên vô sự, thật khiến người ta bội phục. Hòa thượng nghe xong cũng chắp tay trước ngực thi lễ trả lại cho Giang Bắc Nhiên, có kim quang của Phật Tổ hộ thể, tự nhiên bách độc bất xâm. Hộ hộ cái con mẹ nhà ngươi. Đương nhiên, Giang Bắc Nhiên biết vì sao đám hòa thượng này không bị bệnh, đó là vì trên thân mỗi người có đeo một tấm bách thảo phù. Bây giờ dù là nạn dân thịnh quốc hay người tu luyện, cả hai đều hiểu lầm về trận ôn dịch này. Mà hiểu lầm này chính là, họ không biết tuy ôn dịch khó chữa nhưng muốn phòng lại rất đơn giản. Muốn phòng được ôn dịch cần tiêu trừ những hạt chướng khí nhỏ kia trước, nói cách khác khi ấy ôn dịch cũng chỉ còn là ôn dịch bình thường thôi, người tu luyện dù là cấp thấp nhất cũng dễ dàng tránh được. Đây cũng là chuyện đầu tiên Giang Bắc Nhiên cần ân Giang Hồng hạ lệnh cho tất cả người tu luyện Phong Châu khi ra cửa phải làm, đó là phòng hộ cho tốt. Mà những hòa thượng này sau khi biết được cách phòng tránh đã nhân cơ hội kiếm tiền. Dù sao những hòa thượng này có thể đứng trong một đám nạn dân cũng không bị nhiễm, đây chẳng phải là thần tích đó sao? Điều này càng khiến nhiều bách tính tới muốn được chữa bệnh hơn. Lúc này, một vị hòa thượng đi tới gần niệm một tiếng A-di-đà Phật rồi mở miệng nói, Thí chủ, tội nghiệt của ngươi quá sâu. Xem ra chỉ có trừ nghiệt điệp vẫn không đủ để dẫn độ ngươi, chỉ khi phóng thích toàn bộ tội nghiệt trong cơ thể ngươi ra mới có cơ hội. Nhìn Giang Bắc Nhiên một lượt, hòa thượng mở miệng nói, Thí chủ, nếu là ngài tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dễ rửa sạch mà nói thì không bằng thêm mấy tấm trừ nghiệt điệp đi. Hy vọng sẽ được Phật Tổ tha thứ, nếu ngài mua luôn 5 tấm chúng ta sẽ lấy giá tốt hơn cho ngài. Chương 648, Hòa Thượng, 3. Vẫn rất biết buôn bán a. Giang Bắc Nhiên thầm mắng một câu. Sau đó truyền thả linh khí tới cắn Hòa Thượng mà thần không biết quỷ không hay. Ôi! Một giây sau, Hòa Thượng quát to một tiếng, nhảy dựng lên. Một màn bất thình lình này trong nháy mắt khiến tất cả mọi người đều tập trung nhìn sang. Hoàng thượng bị linh tảo cắn trong nháy mắt đã bị nhiễm ôn dịch, vô số chướng khí không ngừng bị hấp dẫn tới. Oẹ! Trong lúc bất chợt hòa thượng bị cảm nhiễm ôn dịch ói lên ói xuống, trên mặt cũng tử khí. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hòa thượng chuẩn bị tế lễ bên cạnh bị dọa cho ngơ ngác. Vì người chủ sự đã cam đoan họ sẽ không bị truyền nhiễm, mà sự thật cũng chứng minh như thế nên họ mới dám chẳng chút kiêng nể làm chuyện này. Bây giờ hắn thấy đồng bạn bị cảm nhiễm, thì toàn thân lập tức nổi da gà. Lúc này, hòa thượng ngã xuống đất nay lâm vào điên cuồng, hai tay không ngừng cua quàng, người cũng như giòi bọ điên cuồng dãy giụa. Thấy đại sư đã bị nhiễm ôn dịch, các nạn dân lập tức hoảng loạn, cảm thấy tín ngưỡng bắt đầu sụp đổ. Giang Bắc Nhiên không để ý tên hòa thượng đã nhiễm ôn dịch nữa, đi tới chỗ hòa thượng cầm dao, nói, xem ra vị đại sư kia cũng có tội nghiệt, ngài không tới giúp hắn phóng thích tội nghiệt ra ngoài ư. Ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hòa thượng hô. Giang Bắc Nhiên cũng lười giải thích thêm, trực tiếp dùng tinh thần lực ép tới.
Chỉ một thoáng, hòa thượng cảm thấy một cỗ lực năng lượng to lớn đánh vào đầu hắn, khiến hắn cảm thấy đau đến không muốn sống. Tôi lấy máu hắn đi, ta không muốn nói lần thứ ba. Nghe Giang Bắc Nhiên lạnh lùng nói, hòa thượng sợ tới tận xương tủy, lập tức lộn nhào tới chỗ tên đồng bạn nay đang vặn vẹo gần đó. Mà hòa thượng bị truyền nhiễm ôn dịch vẫn chưa triệt để điên loạn, thấy đồng bạn của mình cầm dao chạy tới thì bị hù tới vội vàng nhảy dựng lên hô, Chí Minh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chí Minh giơ tay cầm dao lên, Chí Viễn, ta đến thay ngươi phóng thích tội nghiệt a, phóng cái rắm con mẹ nó vào mặt ngươi. Đó là lừa gạt đám đồ đần kia thôi, ngươi cũng tin là thật à? Lời này vừa nói ra, nạn dân xung quanh lập tức xôn xao. Chí Viễn nhận ra mình đã nói sai, vội giải thích, bần tăng không nói về các vị a, ta là nói đám người ngu dốt không tin vào Phật tổ kia kìa. Chí Viễn nói xong lại cảm thấy trong dạ cuồn cuộn như rời sông lấp biển, lần nữa đứng lên nôn mửa. Lúc này, Giang Bắc Nhiên đi tới nhìn Chí Minh mà nói, Đại sư, nếu hắn không có ý đó thì xin ngài tranh thủ thời gian thay hắn phóng thích tội nghiệt đi, bằng không ta sợ hắn ta sẽ chịu không nổi đâu à. Hiện tại dù Chí Viễn rất muốn mắng 18 đời tổ tông của Giang Bắc Nhiên nhưng thân thể hiện gần như sụp đổ, thật sự không còn khí lực để mà nói chuyện nữa. Đi à, thấy Chí Minh do dự, Giang Bắc Nhiên lần nữa dùng tinh thần lực tạo áp lực cho đối phương. Chí Minh sợ vô cùng, đành phải chậm rãi giơ dao cạo râu lên, đi tới chỗ Chí Viễn. Này, ngươi làm gì vậy? Bộ điên rồi sao? Ta nào có tội nghiệt gì đâu. Nhưng hiện Chí Minh nhận hai lần công kích tinh thần, thần trí này đã không còn rõ ràng, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi loại thống khổ này. Thế là không ngừng tới gần Chí Viễn mà nói, Chí Viễn, ngươi nhìn ngươi đi, đột nhiên bị bệnh nặng như vậy, nhất định là bị nghiệp chướng quấn thân, để ta tới giúp ngươi giải thoát. Đi ra à, ai muốn ngươi giúp ta, đi ra, đi. À, hiện tại Chí Viễn đây còn sức chạy trốn, hắn trực tiếp bị Chí Minh đâm dao vào bụng, hung hăng vạch ra một đường. Chỉ một thoáng, máu tươi không cầm được bắt đầu chảy ra ngoài, Chí Viễn gào thảm, chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng đen, cuối cùng vĩnh viễn nhắm mắt. Chí Minh vừa thở dài một hơi đã cảm thấy thanh âm như lệ quỷ phảng phất vang lên ngay sau lưng. Tiếp tục đi, ở đó còn một tên nữa. Chí Minh run rẩy nghiêng đầu nhìn thì thấy Chí Không cũng đang nằm trên mặt đất co quắp. Lúc này, rốt cuộc Chí Minh cũng hiểu rõ, hết thảy đều do người trẻ tuổi trước mắt này giở trò quỷ. Chỉ là trong lòng Chí Minh không có bất kỳ cảm giác tức giận gì, có chỉ là sợ hãi vô ngần. Nếu người trẻ tuổi này có thể khiến Chí Viễn cùng Chí Không bị nhiễm ôn dịch, tất nhiên cũng có thể khiến hắn bị bệnh. Thế là hắn lập tức quỳ xuống đất dập đầu, ngài tha cho ta đi, chúng ta chỉ bị người sai xử thôi, bị người sai xử thôi à. Ngươi cũng thông minh đó. Thấy Chí Minh đã hiểu ý mình, Giang Bắc Nhiên ngồi xổm xuống ghé vào lỗ tai hắn nói, muốn giữ mạng vẫn được, đi nói rõ mục đích thật của các ngươi cho nạn dân nghe đi. Vâng, ta đi ngay, ta đi ngay. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 649, Hòa Thượng, 4. Chí Minh rất nhanh đã kể lại quá trình lừa đảo của mình cho các nạn dân nghe, cũng nói họ mới chỉ cạo đầu từ một tháng trước mà thôi. Nhưng các nạn dân nghe xong cũng không lòng đầy cam phẫn, không chửi ầm lên mà càng lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Tòa La Nhược Tự này là hy vọng cuối cùng của họ, bây giờ hóa ra đó chỉ là một âm mưu, vậy họ nên đi đâu về đâu đây? Nhìn ánh mắt các nạn dân dần mất đi ánh sáng, Giang Bắc Nhiên thở dài. Dù hắn có thể luyện chế ra linh dược để trừ loại độc này nhưng linh dược thì chỉ có người tu luyện mới có thể dùng được, người bình thường mà ăn vào chắc chắn sẽ bị bạo thể mà chết. Cho nên, quan trọng nhất là có thể chế ra thuốc giải độc mà người bình thường dùng được, việc này Ân Giang Hồng cũng đang nghĩ cách. Sau khi giải quyết xong đám hòa thượng, Giang Bắc Nhiên rời khỏi La Nhược Tự, đi tới một chỗ đất trống mà huýt sáo. Giao, giao, tiếng huýt sáo vừa vang lên. Một, con anh phong điểu dùng tốc độ cực nhanh lướt về phía Giang Bắc Nhiên rồi ngạc nhiên bay tới bay lui xung quanh hắn. Biết ngươi nhớ ta, đến đây, lần này cho ngươi ăn ngon một chút. Giang Bắc Nhiên nói xong thì lấy hai miếng thịt thỏ hầm từ trong càn khôn ra cho anh phong điểu ăn. Giao, giao. Trong nháy mắt anh phong điểu thấy được khối thịt được tung lên thì lập tức phóng tới đớp, ăn xong thì thỏa mãn kêu thành tiếng. Giang Bắc Nhiên đưa ngón trỏ ra để anh phong điểu đứng lên, sau đó mò lấy thư rồi nói,
Đi đi. Giao. Anh Phong Điểu khoái hoạt kêu một tiếng rồi vỗ cánh mà đi. Nhìn anh Phong Điểu biến mất trong nháy mắt, Giang Bắc Nhiên không khỏi có chút hoài niệm khối lệnh bài của Lâm gia. Tuy tốc độ truyền tin của anh Phong Điểu đã đủ nhanh nhưng vẫn không tiện để tùy thời trò chuyện như khối lệnh bài của Lâm gia kia. Đương nhiên Giang Bắc Nhiên từng nghiên cứu cách tạo ra lệnh bài, chỉ là trong đó có nhiều kiến thức hắn chưa biết nên chưa làm được. Trong đó thâm ảo nhất là thuộc về càn khôn học. Nếu cứng rắn muốn dùng khoa học để giải thích huyền học thì càn khôn học càng giống với thuyết không gian hơn. Khái niệm không gian trong đó thật sự rất cao siêu, vẫn cứ từ từ thôi. Sau chuyện Lan Nhược Tự, Giang Bắc Nhiên gần như có thể xác định được hiện tại Thịnh Quốc đã cực kỳ thân thiện với hắn. Hắn quản chuyện đó nhưng hệ thống vẫn chẳng xuất hiện, nếu là trước kia Giang Bắc Nhiên nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng cũng chứng tỏ hiện tại Thịnh Quốc càng khó kiếm điểm thuộc tính hơn, muốn tiếp tục mạnh lên mà nói, nhất định phải đi ra ngoài. Ví dụ như tới Đường Quốc chẳng hạn, ít nhất cũng có chỗ dựa là tông chủ Càn Thiên Tông. Ai, nếu không phải 3 năm sau có chuyện lớn xảy ra thì làm cá ướp muối mãi ở Thịnh Quốc tốt biết mấy. Trong sự thổn thức, Giang Bắc Nhiên bắt đầu bố trí tiếp kế hoạch 3 năm tiếp theo. Sư huynh, sư huynh. Trong lúc Giang Bắc Nhiên đang suy nghĩ thì tiếng la mừng rỡ vang lên. Giang Bắc Nhiên quay đầu nhìn lại thấy được Ngô Thanh Sách đang cưỡi huyết ảnh thú băng băng mà tới, tốc độ nhanh chóng như tia chớp. Ngô Thanh Sách vững vàng đáp xuống trước mặt sư huynh, xoay người nhảy khỏi chỗ ngồi, chắp tay hô to với Giang Bắc Nhiên, sư huynh. Chỉ vẻn vẹn hai chữ, Giang Bắc Nhiên có thể nghe được sự rung động trong đó và nhận ra Ngô Thanh Sách thật sự vô cùng kích động. Giang Bắc Nhiên cười gật đầu, mở miệng nói, tạo hình không tệ. Bây giờ màu tóc Ngô Thanh Sách vẫn như cũ là nửa bạc nửa đen, đại khái vì phối hợp với kiểu tóc này, Ngô Thanh Sách mặc áo choàng cổ tròn cũng nửa trắng nửa đen theo chiều ngược lại. Đa tạ sư huynh khích lệ, Ngô Thanh Sách khó nén được nụ cười, hắn hành lễ nói. Giang Bắc Nhiên dò xét tạo hình mới của Ngô Thanh Sách xong mới dùng tinh thần lực đo đạc, một lần đo này không khỏi đã khiến Giang Bắc Nhiên kinh ngạc một chút. Huyền linh cửu giai. Trước đó lúc biết Cố Thanh Hoan đã tấn thăng huyền linh, Giang Bắc Nhiên đã thật bất ngờ, nhưng nghĩ tới đối. Phương được bồi luyện trong kết giới bản tâm nên tu vi tăng lên nhanh chóng cũng rất hợp tình hợp lý. Thế nhưng Giang Bắc Nhiên thật sự không ngờ Ngô Thanh Sách vậy mà sắp trùng kích huyền vương cảnh, phải biết trước khi hắn đi, Ngô Thanh Sách mới chỉ là đại huyền sư mà thôi. Tốc độ tiến bộ này có thể nói là chẳng kém bất kỳ thiếu niên thiên tài nào cả. Chẳng lẽ là Lôi Viêm Tôi Thể Đan đã trực tiếp bộc phát tiềm lực của hắn? Từ lúc vừa mới bắt đầu, Giang Bắc Nhiên đã biết Ngô Thanh Sách có chút thiên phú tu luyện, nhưng cũng chính là có chút mà thôi. Kém xa các thiên tài đỉnh cấp khác, vì thế Giang Bắc Nhiên mới dùng Lôi Viêm Tôi Thể Đan để giúp đối phương cải thiện thể chất. Nhưng bây giờ xem ra hiệu quả thật sự ngoài cả dự liệu của Giang Bắc Nhiên. Tu vi tăng rất nhanh nha, nói một chút đi, một năm nay ngươi đã gặp những chuyện gì? Chương 650, gặp lại Ngô Thanh Sách. Nghe được ngay cả sư huynh cũng khen mình, Ngô Thanh Sách vô cùng vui vẻ. Một năm nay, ngày nào hắn cũng rèn luyện với cường độ vô cùng cao, bất kỳ chỗ nào nguy hiểm liền chui vào, không ít lần trở về từ cõi chết. Mà hắn liều mạng như vậy là vì cái gì? Không phải là vì bảo trì hình tượng đệ tử đệ nhất trong mắt sư huynh hay sao? Bây giờ được sư huynh chính miệng thừa nhận, Ngô Thanh Sách bỗng cảm thấy mọi nỗ lực đều đáng giá. Ngô Thanh Sách hưng phấn trong giây lát rồi bắt đầu kể lại những chuyện mình đã trải qua một năm nay cho Giang Bắc Nhiên nghe. Cho nên, chủ yếu có ba nơi giúp ngươi tăng tu vi nhiều nhất. Đúng thế, Ngô Thanh Sách gật gật đầu. Một năm nay hắn gặp được không ít bước ngoặt, lần đầu giúp hắn đột phá huyền linh, lần thứ hai giúp hắn thăng lên tam giai, lần thứ ba trực tiếp giúp hắn phi thăng đến huyền linh cửu giai, cách huyền vương chỉ kém một bước mà thôi. Ba khu này đều là chính ngươi tìm được hay sao? Ngô Thanh Sách nhớ lại một lát rồi đáp, ba khu này đều là tông chủ kêu ta đi. Đấy, đúng là nó rồi. Giang Bắc Nhiên vẫn luôn cảm thấy tu vi Ngô Thanh Sách tăng lên quá nhanh, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân. Xem ra làm sư phụ của Ngô Thanh Sách, Lục Dận Long thật sự rất dụng tâm. Giang Bắc Nhiên hiểu được chân tướng cũng không hỏi tiếp, ngược lại chỉ vào Lan Nhược Tự ở sau lưng mà nói, lần này gọi ngươi tới có ba chuyện. Một là xử lý đám hòa thượng trong miếu kia, hai là đem trong miếu mấy cái kia hòa thượng xử lý sạch, hai là xử lý sạch đám hòa thượng như thế trong cả nước. Ngô Thanh Sách theo hướng sư huynh chỉ nhìn về phía Lan Nhược Tự rồi chắp tay nói, vâng, ta đã hiểu.
Chuyện thứ ba là nghĩ cách đưa nạn dân ở nơi đây tới Lư Lâm quận, dàn xếp cho tốt. Vâng, chỉ ba chuyện này thôi, đi làm đi. Ngô Thanh Sách nghe xong thì vâng một tiếng, chỉ là bước chân có chút do dự. Dù sao hơn một năm không gặp, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh. Học cái gì không học lại học người khác lề mề chậm chạp, nhanh, đi đi. Bị giáo huấn một câu, Ngô Thanh Sách đành phải cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi sải bước đi về phía Lan Nhược Tự. Huyết ảnh thủ nay đã lớn hơn rất nhiều, nó không đi theo Ngô Thanh Sách mà chăm chú nhìn Giang Bắc Nhiên. Nó nhớ rõ năm đó nam nhân này trêu đùa nó như thế nào, cũng nhớ rõ hắn cho nó ăn một viên đan dược mà mỗi tháng không có thuốc giải sẽ khiến nó đau bụng dài dài. Bây giờ cảm nhận được khí tức Giang Bắc Nhiên vẫn bình thường như cũ thì huyết ảnh thú liền có chút dục dịch muốn đòi lại món nợ năm đó. Giang Bắc Nhiên cảm nhận được ánh mắt của huyết ảnh thú thì ngẩng đầu nhìn nó một chút, sau đó mỉm cười. Thanh Sách, ngươi bỏ quên cái gì này? Ngô Thanh Sách đi được một khoảng cách thì bỗng nghe sư huynh kêu mình lại. Hắn vừa quay đầu thì thấy huyết ảnh thủ từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt hắn. Ô ô ô, ô ô ô. Nhìn hai mắt rưng rưng run rẩy tiếng kêu nghẹn ngào hoảng sợ của huyết ảnh thú, Ngô Thanh Sách cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn dẫm lên huyết ảnh thú rồi trừng mắt quát lớn. Đừng nói là ngươi bất kính với sư huynh nhé. Huyết ảnh thú nghe xong thì không ngừng lắc đầu, tiếng nghẹn ngào trong miệng càng thêm tăng cao. Ta tin ngươi cũng không dám đâu, nếu sư huynh thật sự muốn giết ngươi thì chỉ cần một cái chớp mắt thôi, ngươi rõ chưa? Ô ô ô, ô ô ô. Huyết ảnh thú nghe xong thì hung hăng gật đầu, biểu thị bản thân đã rõ. Giải quyết xong chuyện ở Lan Nhược Tự, Giang Bắc Nhiên lần nữa ngồi lên tường vân về tới Quy Tâm Tông. Đáp xuống trước phòng nhỏ của mình, Giang Bắc Nhiên vừa đẩy cửa ra đã thấy trên bàn có vài bức thư. Giang Bắc Nhiên tới xem thì phát hiện là sư huynh để lại, phía trên hỏi hắn đi đâu, đi bao lâu, nếu có thể hãy viết thư về cho sư huynh. Giang Bắc Nhiên xem thư của sư huynh xong thì đặt qua một bên rồi xem mấy bức thư khác. Nguyên lai là hắn gửi tới. Những bức thư khác là của Lệ Phục Thành nay đang ở Lương Quốc xa xôi. Đa phần đều là báo của những gì Lệ Phục Thành đoạt được. Đoán chừng mãi không thấy Giang Bắc Nhiên hồi âm nên mấy bức thư sâu có thể thấy rõ con hàng này có phần luống cuống. Vì hắn nghĩ có lẽ mình làm gì sai nên Vương Đại Ca mới không vui, từ đó không trả lời. Mãi đến hơn nửa năm trước rốt cục hắn cũng chịu không nổi bị suy đoán này dày vò nên nghĩ cách quay về Thịnh Quốc. Tới Quy Tâm Tông nghe ngóng một hồi mới biết Vương Đại Ca xác thực đã lâu không có trở về, cũng không ở trong Hoàng Cung. Các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.